Đứng cạnh mình đây là những cây đào tiên chịu nhiệt Nhật Bản, và nhiều bạn thì gọi nó là đào tô không ấy ạ. Cái giống đào này thì có khả năng chịu nhiệt, chịu nắng nóng tốt. Một cái cây giống như này nó cao khoảng tầm 70 80 phân, đều là cây ghép bạn nhé, từ bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về. Đấy, các bạn thấy là cái bộ rễ của nó phát triển rất ổn định khỏe mạnh này. Bạn trồng thì chỉ khoảng tầm hơn một năm thôi nó bắt đầu ra trái bói rồi. Quả đào tiên này thì nó sẽ thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2 tháng 3 hàng năm đến khoảng tầm tháng 8 tháng 9, khi cái lớp vỏ quả nó chuyển sang màu đỏ hồng, là khi đó các bạn sẽ thu hoạch được những quả đào tiên cho cái hương vị rất thơm ngon. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được ngọt, hương vị rất đặc trưng luôn nhé. Cái giống đào này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi. Các bạn có thể lựa chọn trồng chậu cũng được. Một cái cây này thì bạn có thể lựa chọn trồng chậu đường kính nó khoảng tầm 40 50 phân. Đấy, khoảng tầm 1 năm thôi là bắt đầu cây ra trái bói rồi. Sang những năm thứ 2 thứ 3 là một cây có thể cho khoảng từ 20 tới 30 quả. Ở những năm tiếp theo thì những cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao khoảng tầm 3 tới 4 mét và cho thu hoạch khoảng tầm vài trăm trái trên cây thôi nhé. Cái giống đào này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi. Một cây đào tiên như này thì hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 250 một cây. Giao hàng toàn quốc gọi nhé. Cây thì cũng đã được dâm ủ rất là kỹ lưỡng rồi, bộ rễ của nó phát triển rất là khỏe mạnh như này. Bạn trồng sẽ rất là đảm bảo gọi nhé. Đấy, các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái giống đào tiên Nhật Bản này về trồng cho khuôn viên gia đình mình thì liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Đấy, cây nào hiện tại thì cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt, bộ rễ ổn định khỏe mạnh rồi. Các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc bạn nhé.